Xin chào mọi người. Hôm nay mình lại sắp rồi. Hôm nay lại shopping. Sẽ chạy dưới chút chờ. Cái loại nó nhảy. Hôm nay mình đi shopping. Đây là đi rush. Ok. Bán giày, áo quần của trẻ em, con nít. Chỗ này chỗ thư giày, có những cái ghế để thư giày. Áo quần của trẻ em, con bé. Nhỏ có số nè, 5-6 tuổi nè. Mình bảo đến tụi nó có số sai đó. Mình cho em 5-6 tuổi và 4 tuổi. Đó, áo quần cho em. Bên này nó bóp, bán cái túi sách. Bên này thì bán lượt. Không tắm. To tay tắm lượt. Bạc lớp. Vớ dày nhất, cái gì dày nhất này, còn cái bán đồ mỹ phẩm, nó có đôi dép ở đây chờ ai để đây, đồ mỹ phẩm này, thuốc, kem này, rửa cái mặt này, rồi có hiệu đô Việt Nam, hiệu này đang hay xài hiệu đô. Ăn sạc bong bóng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân cho mình. Nó chơi bong bóng. Nó sale rồi. Bình gió này. Chơi bong bóng này. Nó đặt bóng. Bong bóng xanh với trắng. Khu này là bán đồ tập thể dục và ok cái bịch cây túi cái đồ phục vụ tập thể dục găng tay nó găng tay phục vụ tập thể dục các cái dây đầy đủ nhãn cái này là túi đèn. Được trang trí vườn cây. Trang trí vườn cây bằng ghế. Bằng ghế
khách bàn ghế để cho ghế ngoài vườn. Ghế là ghế trong phòng, phòng làm việc, phòng ăn, phòng làm việc, phòng ăn, ghế trang trí. Mình không biết là bán đồ lặt vặt, đồ sửa xe. Ôi cái mùi nhớt. Thank you.